Rồi con đi băng qua. Lại là một trận thách đấu với lại huyền thoại đi. Lại là một trận thách đấu huyền thoại đi. Trận siêu sao với thách đấu thì nó có tỷ số 1-0 rồi. Trận này là team hai team Tottenham gặp nhau. Ê ơi, hay nhở, hai team Tottenham gặp nhau luôn này. Ở trên này thì Perisic bên cung cấp 9 cho lên đá cắm. Căng nhở. Đấy. Bên này cũng là Tottenham. Nhưng mà có những con hàng của Sevilla. Kẹp thêm con mấy con hàng của Sevilla đây, không có Son nhá, không có Son Heung-min nhá. Anh em thấy cái avatar này hay không? Anh em thấy cái avatar của cầu thủ này hay không? Với con hàng thì chắc mình biết một Perisic, Kane với lại Campbell, Kyle Walker. Rồi. 1-0 nhưng về phía đội đội 6 là đội Tottenham kẹp Sevilla. Đúng không? Tottenham hết đấy, cầu thủ Tottenham hết nhưng mà chuyển đi rồi. Tottenham và kẹp những cầu thủ mùa trước, mùa cũ. Còn bên này là bên 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 còn lại là Tottenham full kiểu đương đại. Kẹp thêm hai cầu thủ chuyển đi rồi. Hai cầu thủ hiện tại không phải là của Tottenham. Là Campbell thì nghỉ rồi. Còn Kyle Walker đang đá cho Man City. Rojas. Rồi. Vẫn là 1-0. Thế thì mình gọi là team xanh và team trắng nhá, Campbell. Bóng lên cho team trắng. Đều là Tottenham mà. Son Heung-min, Perisic, Son Heung-min. Harry Kane đang chạy, không qua được rồi. Không qua được hàng hậu vệ của bên phía team xanh. Bên xanh thì là team danh huyền thoại. Còn team trắng là danh thách đấu. Huyền thoại thách đấu thì nó cũng chênh nhau cũng lấy chục trận thôi. Tập bóng lên. Kane đang chạy trong, xin bóng. Vô lê không được. Bóng bị cướp rồi. Bình luận nhiều nhưng hôm nay mới thấy Tottenham nhé. Bình luận nhiều mà hôm nay mới thấy Tottenham. Cũng rất là ít gặp Tottenham luôn. Harry Kane. Kane chạy rất tốt, bên trong là Perisic. Harry Kane. Một pha xử lý bóng tuyệt vời, một pha kỹ thuật. Bóng lại truyền về rồi. Son có biệt vị không? Không biệt vị. Vẫn biệt vị rồi. Thế mà biệt vị mất rồi anh em ạ. Hiện tại thì truyền chính xác có 91% đến từ team Tottenham đương đại và 93% đến từ Tottenham kẹp cầu thủ. Rồi, đỡ vững một nhanh này, tạt vào trong không qua được. Hơi hiền. Pha tạt hơi hiền. Lên bóng cho team trắng. Perisic vẫn chưa có những pha dứt điểm đáng chú ý nào đến từ bên phía team trắng cả. Ông cuối. Cuối hiệp 1 rồi. Ông cuối. Xử lý bóng rất là tốt. Tạt vào trong. Một pha tạt hơi hiền. Không đến được đầu của Harry Kane. Campbell. Campbell cắt được pha bóng vừa rồi rồi. Campbell này thì mình thấy mùa FA cũng là một mùa rất là ngon của So Campbell. Đấy, mình thì mình cứ gọi Campbell thôi. Gọi là So Campbell thì phải. Nếu không nhầm nhé. Còn nhầm thì anh em cho mình xin lỗi. Tiếp đây. Chưa có những pha nào mà gọi là dứt điểm đáng chú ý hay là những siêu phẩm. Vẫn chỉ là những pha kiểm soát đưa đến gần vòng cấm hoặc là những pha tạt cánh đánh đầu thôi. Nhưng mà những pha tạt thì chưa đến được cầu thủ bên kia. Một pha chòi người lấy bóng tốt của Sol Campbell. Perisic trả bóng lại cho Hoàng Minh Son. Son đang chạy rất là tít. Một pha chuyền hay sút vậy? Một pha chuyền như sút mà sút thì như chuyền. Hơi khó hiểu. Phát bóng lên cho team xanh rồi. Tottenham thì ở CM Việt mình thì rất là ít đội tuyển chơi hàng ngon. Để mà nói thì chắc là có Ri. Ri là người chơi Tottenham sưu tầm những con hàng cộng cao của mùa thường của Tottenham Hotspur. Sút không. Một pha sút mà bị thủ môn đỡ lại rồi. Một pha sút cũng hơi thiếu, gọi là hơi thiếu đi một chút chuẩn chỉnh. Chạy rất là tít. Sâu Campbell không qua được rồi, chết rồi.
gọi là chết chặt luôn rồi. 2-0 và đấy là Harry Kane. Harry Kane thì không biết sau mùa giải này mà Tottenham đá như thế này thì anh có chuyển sang MU để sang năm đá C1 không? Chứ ở lại Tottenham thì cũng không thấy tương lai, kể cả Son Heung-min nữa. Hai cầu thủ được đánh giá là hay nhất nhì Tottenham. Harry Kane, bên này cũng là Kane nhưng mà cái khả năng dứt điểm nó không được tốt như cái Kane kia. Bóng lên. Hơi ít những pha để mà nói là hay thì không có, toàn những pha kiểm soát thôi. Bên này thì những pha bứt tốc cực kỳ nhanh, pha đấy mà Kane cũng qua được. Harry Kane rất bình tĩnh. Harry Kane chuyền cho Hamison, vẫn là 3-0. Người ghi bàn là Son Heung-min. Tuyệt vời luôn. 3-0 rồi. Liệu có out không? Những pha xử lý bóng rất tốt đến từ team xanh. Dấn dứ nhưng mà lại không có những pha gọi là tốt. Trời ơi, giờ là sút bừa rồi. Giờ là giao bóng sút bừa rồi. Một pha chuyền bóng về góc xa. Lại chuyền cho Kane đội bạn thế này. Cuống rồi, thanh niên này cuống rồi. Rồi, Son không qua được. Thầy Son chỉ là trung bình thôi. Qua những hậu vệ to thì khó lắm. Harry Kane. Một pha chuyền bóng tốt cho Son Heung-min. Son Heung-min liệu có bàn danh dự cho đội kia không? Rồi, Perisic là người ghi bàn rồi. Một pha bọc tạt bóng tốt đến từ Son Heung-min. Và Perisic chỉ việc giơ chân ra thì bóng sẽ tự đi vào lưới rồi. Làm việc rất tốt. Trong pha bóng vừa rồi mà không ghi bàn nữa thì xứng đáng được lên thị trường chuyển nhượng. Giờ thì liệu có thêm một bàn nâng cao khoảng cách không? Những pha xử lý bóng rất là bình tĩnh, không qua được sâu combo. Son Heung-min. Thêm một bàn nữa không? Không qua được. Một pha chuyền nhanh để phản công đến từ phía của Harry Kane nhưng không được. Bóng về chân Kane rồi. Perisic. Không biệt vị. Không biệt vị nhưng mà một pha múa hơi thừa đến từ Perisic. Perisic mùa bé World Cup cũng 9 nhá. Ở mùa này thì Perisic nói là đá vị trí tiền đạo chỉ số lên 139, gần lên 14x luôn rồi. Rồi, Son Heung-min. Thêm một bàn nữa đi nào. Không qua được. Hàng hậu vệ bên nào cũng rất là khỏe. Rồi, Perisic. Cú rút cổng, một pha đi bóng hơi dài. Biệt vị rồi. Biệt vị rồi. Xong thì mình đá, xong trận này thì mình đá một chút. Có thể là sẽ qua server Việt chẳng hạn. Gì đấy thôi. Ôi trời ơi, rất là múa, múa rất là nhiều. Múa đến mức hết giờ luôn rồi. Rồi, 1-3, số 6 trúng 6. Kiểm soát bóng thì đều nhau 50-50. Hai bốn là kết quả cuối cùng.